lộ nguyên nhân vụ sát hại người cùng xóm, phân thi thể nhét vào miệng cống. Không muốn trả tiền vay và muốn chiếm đoạt thêm, lấy lại sợi dây chuyền đã cầm cố, nghi phạm lừa nạn nhân tới trang trại nhà mình và sát hại. Ngày 15 tháng 8, một lãnh đạo công an huyện Ứng Hòa, Hà Nội thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Ứng Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người, cướp tài sản và quyết định tạm giữ hình sự đối với Vương Văn Đoàn, sinh năm 1991, trú thôn Dũng Cảm, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, nghề nghiệp lao động tự do, về hành vi giết người, cướp tài sản. Đoàn là đối tượng sát hại anh Đê, sinh năm 1982, cùng trú thôn Dũng Cảm, rồi phân thi thể anh Đê, cho vào bao tải, ném xuống ao phi tang gây chấn động dư luận. Nghi phạm Vương Văn Đoàn, theo tài liệu điều tra, vào hồi 10 giờ ngày 11 tháng 8, công an huyện Ứng Hòa nhận được tin trình báo của chị Vũ Thị Hát, sinh năm 1984, trú thôn Dũng Cảm, xã Trung Tú, về việc chồng chị là anh Nguyễn Trung Đê đi khỏi nhà từ 19 giờ 10 phút ngày 9 tháng 8 năm 2021 đến nay chưa về, gia đình không liên lạc được. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an huyện Ứng Hòa đã tiến hành rà soát các thông tin để xác minh làm rõ, thấy có dấu hiệu của vụ án hình sự. Công an huyện Ứng Hòa báo cáo công an thành phố và giám đốc công an thành phố đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự phối hợp điều tra, làm rõ. Đến 9 giờ ngày 13 tháng 8, cơ quan điều tra công an huyện Ứng Hòa đã triệu tập Vương Văn Đoàn đến trụ sở công an huyện để làm việc. Tại cơ quan công an, lúc đầu đối tượng quanh co. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tập trung đấu tranh với những nghi vấn bất minh, cuối cùng, đối tượng Vương Văn Đoàn đã phải khai nhận về hành vi giết người, cướp tài sản giả mang của mình. Theo đó, tháng 7 năm 2021, Đoàn đặt một sợi dây chuyền bạc cho anh Đê để vay số tiền 4 triệu đồng. Do không muốn trả tiền và muốn lấy lại sợi dây chuyền, đồng thời muốn chiếm đoạt thêm tiền nên đối tượng gọi điện cho anh Đê, nói muốn cầm cố chiếc xe máy của mình để chuộc lại sợi dây chuyền bạc và vay thêm tiền. Sau khi thỏa thuận xong, Đoàn điều khiển chiếc xe máy E-Plate màu trắng, biển kiểm soát 29I260884, đi đến đầu xóm gặp anh Đê, rồi lại nhờ anh này chở mình về trang trại nhà đối tượng để tiện giao dịch. Đến nơi, đối tượng đưa anh Đê đi sâu vào bên trong trang trại. Tại đây, anh Đê đồng ý việc cắm xe 25 triệu đồng, nhưng trừ 4 triệu đồng chuộc dây chuyền đã cầm cố trước đó và cắt phế 800.000 đồng, sau đó đếm 20 triệu 200.000 đồng đưa cho Đoàn cùng sợi dây chuyền bạc, còn đối tượng thì đưa chìa khóa xe máy cho anh Đê. Vừa cầm tiền, đối tượng vừa nói, sao cắt phế nhiều thế, rồi hai bên cãi nhau gay gắt. Sau đó, anh Đê quay lưng định ra lấy xe máy đi về. Ngay lập tức, Đoàn rút con dao rửa giấu sẵn trong đống rơm, từ phía sau chém anh Đê, bỏ chạy hô cướp, nhưng bị đối tượng túm áo, giật ngã ngửa xuống đống gạch vụn trên nền đường, rồi dùng hai tay bóp miệng và dập đầu nạn nhân xuống đống gạch. Quá trình giằng co, cả hai bị lăn xuống về sông. Đoàn đã dìm nạn nhân xuống nước tử vong, rồi kéo nạn nhân sang bên khu vực ao cá, dùng tấm vải bạc quấn thi thể dìm xuống nước, lấy gạch đè lên, sau đó về nhà ngủ. Chiều ngày 10 tháng 8 năm 2021, người nhà anh Đê đến trang trại của Đoàn hỏi về anh nhưng đối tượng trả lời không thấy. Đến 19 giờ cùng ngày, do trời mưa lớn, đối tượng sợ thi thể anh Đê sẽ nổi lên nên đã phân thi thể cho vào bao tải, nhét vào hai miệng cống của trang trại để che giấu. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ số tiền 20 triệu trong lọ nhựa, đối tượng chôn xuống đất, gần nhà, thu sợi dây chuyền bạc đối tượng giấu trong bể nước nhà vệ sinh ở khu trang trại, thu giữ chiếc xe máy E-Plate màu trắng, biển kiểm soát 29I260884 và các vật dụng gây án. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Ứng Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người, cướp tài sản và quyết định tạm giữ hình sự đối với Vương Văn Đoàn về hành vi giết người, cướp tài sản. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.